Rồi, xin chào quý vị các bạn. Như quý vị đã biết thì vừa rồi là Ngân hàng Nhà nước đã tăng cái trần lãi suất tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng lên 1%, mà lên đến mức 6%. Đó. Thì cái quyết định này rất nhiều bác có hỏi là cái quyết định này ấy, ảnh hưởng thế nào đấy, tới kinh tế cả nước cũng như là tới bất động sản nói riêng. Vì thế thì hôm nay Dương Tiên sẽ làm cái video này sẽ phân tích khá là cụ thể về cái vấn đề này. Thứ nhất là tại sao là Ngân hàng Nhà nước lại tăng cái lãi suất cái trần lãi suất này lên, và kéo theo là tất cả hầu như hết hàng loạt các ngân hàng khác đã tăng cái lãi suất lên kịch trần tiền gửi tiết kiệm, đúng không ạ, từ 1 đến 6 dưới 6 tháng. Và cái tác động của cái việc tăng lãi suất này lên nó ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế nói chung cũng như là bất động sản nói riêng. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào video các bạn nhé. Để hiểu được cái tác động của cái việc tăng lãi suất ngân hàng ấy, thì chúng ta đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu tại sao Ngân hàng Nhà nước lại tăng lãi suất điều hành, và không phải ngân hàng thích tăng thì tăng, thích giảm là giảm, các bạn, mà nó phải phụ thuộc trên rất nhiều yếu tố vĩ mô. Thì các bạn phải biết rằng thứ nhất là tác động của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, các bạn nhé, là tăng lãi suất trong năm nay. Thì các bạn biết rằng Fed đã tăng lãi suất 5 lần rồi đấy. Tổng mức tăng là 3% và hiện nay đã lên mức 3,25% trên năm. Và dự báo tiếp theo thì là nó còn có thể tăng lãi suất nữa lên 4,5 đến 4,75% trên năm để kiềm chế cái lạm phát. Đó, thì trong cái việc tăng lãi suất của Fed đấy thì vô hình nó làm kéo theo rất nhiều hệ lụy và tác động rất nhiều quốc gia trên thế giới, các bạn ạ, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh Việt Nam thì rất nhiều nước, các bạn ạ, rất nhiều nước đều chịu áp lực giảm mạnh đấy, cái đồng tiền ấy sẽ bị giảm mạnh so với USD đấy, cụ thể như là đồng bạc Thái, rồi là yên Nhật đấy, rồi rất nhiều các đồng khác, euro, rất nhiều các đồng luôn đều tác động chịu tác động của cái đồng đô la mạnh này. Đó, thì đồng Việt Nam chúng ta cũng thế thôi, các bạn biết rằng nó đã bị tăng từ 23.000, hơn 23.000 đến 25.000 đồng đấy với được 1 đô la đấy. Như vậy là cái việc tăng lãi suất của Fed ảnh hưởng rất nhiều thế giới và Việt Nam phải chịu tác động, cho nên Ngân hàng Nhà nước thứ nhất là tăng cái trần lãi suất này lên đấy, để giảm cái áp lực lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ. Thì bên cạnh khi mà chúng ta giảm được áp lực này thì cái áp lực xuất nhập khẩu nó sẽ giảm đi nhiều, tức là áp lực lên cái lạm phát nhập khẩu nha các bạn nhé. Các bạn biết là khi mà nhập khẩu chúng ta sử dụng các đồng tiền quốc tế, đồng đô la Mỹ, như vậy nếu mà chúng ta giảm được cái tỷ giá giữa Việt Nam và USD, ví dụ 25.000 mà xuống 24.000 về 23.000 chẳng hạn, thì rõ ràng là làm cho cái kinh tế vĩ mô trong đó có nhập khẩu nó được dễ chịu hơn rất nhiều. Bên cạnh đó nhé các bạn nhé, bên cạnh đó thì cái việc mà tăng lãi suất trần này lên nhé, thì chúng ta biết rằng lãi suất trần tăng lên thì lãi suất của các ngân hàng sau khi lãi suất trần được thông báo tăng từ 25 mà tháng 10, thì sau đó chiều 25 tháng 10 và ngày 26 tháng 10 rất nhiều các ngân hàng khác, hệ thống các ngân hàng đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể các bạn đã biết rằng lãi suất trần tăng lên là 6%, đúng không? Tăng 1% lên 6% với các kỳ hạn gửi dưới 6 tháng, từ 1 đến dưới 6 tháng đấy, thì rất nhiều ngân hàng đã tăng lên kịch trần luôn đấy, ví dụ Techcombank, Bắc Á Banh, Sibank, SCB cũng tăng lên rất nhiều và gần như là tăng lên kịch trần luôn. Đáng chú ý SCB còn công bố lãi suất là cao kỷ lục 9,3% năm cho các kỳ hạn là 15, 18, 24 và 36 tháng. Thì rõ ràng là nó đã tăng, cái việc tăng lãi suất trần này đã ảnh hưởng rất nhiều tới hệ thống ngân hàng đấy, lãi suất tăng lên vù vù, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc lãi suất tăng này lên thì nó sẽ kéo theo điều gì? Thứ nhất là nó sẽ chống cái tích cực là nó sẽ làm kiềm chế cái lạm phát các bạn nhé, kiềm chế lạm phát trong nước, mặc dù cái lạm phát trong nước hiện nay cũng đang là ổn định, chưa đến mức quá cao. Trong khi cái tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2022 chúng ta đạt 8,83%, tức là cũng rất là cao rồi, thì cái lạm phát hiện còn thấp hơn cái mục tiêu đấy, nhưng mà xu hướng lạm phát đã hình thành đấy, các bạn nhé, và áp lực thời gian tới là khá lớn đấy, cho nên là để mà chúng ta đi trước đón đầu là chúng ta chống lại cái nguy cơ lạm phát này, thì cái việc tăng cái lãi suất này rõ ràng là cũng có tác dụng là kéo theo là kiềm chế được cái lạm phát này.
Đấy, khi mà chúng ta ngân hàng các ngân hàng tăng lãi suất thì rõ ràng là cái sức hút gửi tiền gửi nhiều người dân có tiền sẽ gửi vào các ngân hàng nhiều hơn đúng không ạ? Đấy, cái và cái sức chi tiêu nó sẽ giảm đi và như vậy là sẽ là bình ổn được cái thị trường trong nước. Đấy, cũng như là làm như tôi đã phân tích tức là làm giảm được cái áp lực lên cái tỷ giá đồng tiền Việt Nam đồng. Như vậy là cái tăng lãi suất của ngân hàng Việt Nam lên rõ ràng là nó là phù hợp với cái xu hướng toàn cầu các bạn nhé. Nhưng mà tất nhiên nó có những ảnh hưởng nhiều tới những đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất khi mà phải đi vay tiền mọi thứ đúng không? Thì rõ ràng là khi mà cái lãi suất tăng lên như thế là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đấy. Cho nên các doanh nghiệp cũng phải chủ động làm sao để có cái đa dạng hóa về dòng tiền. Nếu mà chỉ đi vay không thì rõ ràng làm ăn nó ảnh hưởng rất lớn. Và cái tiếp theo chúng ta có thể bàn tới một cái khía cạnh đó là về mặt bất động sản. Bất động sản thì cũng là một loại hàng hóa đấy các bạn ạ. Thì khi mà lãi suất ngân hàng tăng lên như thế thì rõ ràng bất động sản sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đó. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra cái phân tích về bất động sản các bạn nhé. Thì rõ ràng là khi mà lãi suất tiền gửi tăng lên như vậy thì lãi suất vay cũng sẽ tăng các bạn nhé. Lãi suất vay sẽ tăng thì những người mà dùng đòn bẩy tức là đi vay tiền ngân hàng để đầu tư vào bất động sản họ sẽ phải hàng tháng, hàng quý, hàng năm này sẽ phải trả cho ngân hàng những cái khoản tiền nhất định tiền lãi này. Nếu như họ không có những cái nguồn tiền mà bù vào những khoản lãi này thì rõ ràng áp lực đấy lên nhà đầu tư là rất lớn. Cho nên là mà nếu thị trường bất động sản nó đi ngang đúng không ạ? Hoặc nó giảm xuống thì rõ ràng là cái áp lực bán của nhà đầu tư lên cái bất động sản là rất lớn. Đấy, cho nên là rất là những cái bất động sản ở những vùng ven chưa có cơ sở tầng tốt nó còn khá mơ hồ thì rõ ràng là rất khó thu hút được các nhà đầu tư mới. Đấy, các nhà đầu tư mới bây giờ tiền người ta đem thì người ta gửi ngân hàng thì ít người ta mua đúng không ạ? Thứ hai là như chính vì không thu hút được và khó bán, khó thanh khoản và có nguy cơ là áp lực cái áp lực mà phải trả tiền lãi ngân hàng là rất lớn. Cho nên là các nhà đầu tư sẽ cố gắng bán, thậm chí cắt lỗ là thời điểm sớm nhất có thể. Như vậy là các bạn thể thấy rằng cái nguồn cung của bất động sản các bạn nhé, nhất là những bất động sản vùng ven là tăng lên đáng kể. Và thời điểm này rất nhiều khi những người có tiền nhàn rỗi ấy, có thể là thời điểm để lựa chọn để đi mua khi mà những bất động sản này đã về vùng đáy thì có thể đi mua. Đấy. Thì rõ ràng là khi mà cái nguồn cung tăng lên đúng không ạ? Thì rõ ràng là nó tạo cái tiền đề cho việc cái giá bất động sản sẽ giảm xuống. Thứ hai là cái nhu cầu mua của người dân về bất động sản cũng như nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư ấy, sẽ giảm xuống là cái chắc. Bởi vì như sao? Bởi vì khi mà lãi suất ngân hàng tăng lên, người ta có tiền, người ta có thể gửi vào ngân hàng và hàng tháng, hàng năm, hàng quý đúng không ạ? Rút tiền về hơn là cái sự rủi ro đầu tư vào bất động sản, vào chứng khoán hoặc các cái loại hình khác. Như vậy là cái khi mà sự hấp dẫn của cái lãi suất cao ấy, nó sẽ làm cho những người có tiền người ta sẽ suy nghĩ về việc là có mua bất động sản hay không và rõ ràng sẽ tác động đến cái tư duy của họ đặc biệt sang tháng những cái thời gian sắp tới lãi suất còn có thể tăng nữa thì rõ ràng là cái việc nghe ngóng cũng như là để quyết định có đầu tư bất động sản hay không càng dẫn tới là cái khả năng đi mua nhà mua đất này của mọi người là sẽ giảm đi trừ nhé trừ những trường hợp là tất nhiên nhiều người vẫn phải mua nhà mua đất để ở để ổn định cuộc sống đấy nhưng có những người mà chưa cần thiết phải mua nhà mua đất đấy. Ví dụ người ta đã có nhà ở rồi người ta chưa muốn mua thêm một cái nhà hoặc chưa muốn đầu tư vào bất động sản thì rõ ràng sẽ là một cái sự băn khoăn rất lớn thì rõ ràng là cái nhu cầu về bất động sản là giảm xuống các bạn nhé và cái nguồn cung của bất động sản là tăng lên thì rõ ràng là đi tới cái quy luật cung cầu thôi. Đấy, rõ ràng là bất động sản sắp tới đứng trước nguy cơ là sẽ giảm giá. Với những bất động sản mà chưa có cơ sở tầng tốt ở những vùng ven thì tôi đánh giá rằng nguy cơ giảm giá là rất lớn. Còn những bất động sản ở trong nội thành đấy có vị trí tốt thì rõ ràng là cũng không lo ngại nhiều bởi vì cái tăng giá của lãi suất này nó cũng chỉ là một trong những yếu tố tác động đến bất động sản thôi, không phải là tất cả. Đấy, khi mà mọi thứ nó còn đang duy trì được cái mức ổn định thì với những người mà đang nắm giữ những bất động sản tốt thì cũng không phải quá lo ngại đâu ạ. Rồi, cái video ngày hôm nay nhận định về cái
lãi suất ngân hàng nó ảnh hưởng thế nào đến cái bất động sản xin phép được dừng tại đây. Tất nhiên đó là nhận định cá nhân, nhưng dựa trên những cơ sở dữ liệu và những phân tích rất kỹ càng của Jimmy Tiên, quý vị các bạn có thể để những cái ý kiến của mình chia sẻ suy nghĩ dưới cái comment trong video này. Và rất cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng Jimmy Tiên trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.